Good evening, ladies and gentlemen, family and friends from all around the world. You are now watching the live broadcast of Trees and Phương's wedding, the wedding of the year we have all been waiting for. The decor is not only stunning, but it has meanings behind it. Mà mình nên kết hôn với người mà mình không thể sống thiếu. Thì đây là một câu nói rất là hoàn chỉnh để nói về mối quan hệ của Phương và Trí. Thì thật sự là anh không thể nghĩ là có ai phù hợp hơn để kết hôn với Phương ngoài Trí cả. Cảm ơn Phương và anh Trí đã cho em được trải nghiệm một cái đám cưới hoàn hảo là như thế nào. Tâm nè, cũng như là các phù dâu và các phù rể có những cái kỷ niệm mà không bao giờ quên. Từ giờ trở đi là chỉ có vui thôi. Mà nếu có khóc thì you know, happy tears. Right? I love you guys very much. Yêu thương nhau như ngày đầu. Cảm ơn chị Phương đã đến với anh Trí. Và hôm nay em chính thức nói rằng chị đã trở thành một thành viên chính thức trong nhà của em. Yeah!
cho hai con vượt qua mọi gian khổ và cùng nhau đi cho hết cuộc đời. Time with Tree and I. We are forever grateful for your appearance in our happy day.